Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây là những tin tức đáng chú ý trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có nghị quyết số 383/2023 quy định về hỗ trợ cán bộ công chức nghỉ hưu trước tuổi giai đoạn 2023-2026. Đối tượng áp dụng là cán bộ công chức trong các cơ quan tổ chức của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu Đại học Phố Hiến, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã được giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật. Cán bộ công chức còn thời gian công tác từ đủ 36 tháng trở lên trong các cơ quan đơn vị chuyển thành viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý. Cán bộ công chức còn thời gian công tác từ đủ 36 tháng trở lên trong các cơ quan đơn vị quy định tại khoản 1 điều này chuyển thành người làm việc trong các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoặc doanh nghiệp nhà nước. Cán bộ công chức khi nghỉ hưu trước tuổi thôi việc ngoài khoản tiền được hưởng các chính sách nghỉ hưu trước tuổi thôi việc theo quy định của pháp luật hiện hành còn được tỉnh hỗ trợ một lần bằng tiền mặt như sau. Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế của chính phủ, hỗ trợ 1 triệu 800 nghìn đồng trên tháng nghỉ hưu trước tuổi và tối đa không quá 100 triệu đồng một người. Trường hợp thôi việc theo chính sách tinh giản biên chế của chính phủ, hỗ trợ 500.000 đồng trên tháng làm việc có đóng bảo hiểm xã hội, kể cả thời gian làm việc ở tỉnh ngoài hoặc ở ngành, lĩnh vực khác, trước thời gian làm việc hiện tại ở tỉnh Hưng Yên và tối đa không quá 80 triệu đồng trên người. Trường hợp thôi việc theo quy định của pháp luật, không theo chính sách tinh giản biên chế, hỗ trợ 500.000 đồng trên một tháng làm việc có đóng bảo hiểm xã hội, kể cả thời gian làm việc ở tỉnh ngoài hoặc ở ngành, lĩnh vực khác trước thời gian làm việc hiện tại ở Hưng Yên. Mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng trên người. Cán bộ công chức khi chuyển công tác được tỉnh hỗ trợ một lần bằng tiền như sau. Chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, hỗ trợ 50 triệu đồng trên một người. Chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, hỗ trợ 100 triệu đồng một người. Cán bộ công chức khi chuyển công tác được tỉnh hỗ trợ một lần bằng tiền như sau. Chuyển sang hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, hỗ trợ 50 triệu đồng một người. Chuyển sang doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ 100 triệu đồng một người. Về mức đóng, phương thức và thời hạn đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, đối tượng quy định tại khoản 4, điều 2 của luật này, hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vào quỹ hưu trí và tử tuất. Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, khả năng ngân sách nhà nước từng thời kỳ, chính phủ quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần. Một lần cho nhiều năm về sau với số tiền đóng thấp hơn số tiền đóng theo mức 22% mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vào quỹ hưu trí và tử tuất. Một lần cho thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu với số tiền đóng cao hơn số tiền đóng theo mức 22% mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vào quỹ hưu trí và tử tuất. Điều 6 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, nhà nước hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, khuyến khích các địa phương tùy theo điều kiện kinh tế xã hội, khả năng cân đối ngân sách, kết hợp huy động các nguồn lực xã hội, hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người có mức lương hưu thấp và những người nghỉ hưu trước năm 1995 sẽ được điều chỉnh tăng lương hưu thỏa đáng. Theo Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025,
lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó là điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995, đảm bảo thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ. Điều luật này cũng nêu rõ chính phủ quy định thời điểm đối tượng mức điều chỉnh lương hưu. Để thực hiện quy định này, hàng năm, nhà nước sẽ chuyển một khoản tiền từ ngân sách vào quỹ bảo hiểm xã hội để đảm bảo trả đủ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 1995. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hay, việc thực hiện điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 là nhằm thể chế hóa nội dung tại Nghị quyết số 28 của Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, cụ thể là thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách để mở rộng diện tích bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Thực hiện nghị quyết số 28, Chính phủ đã ban hành nghị định số 75/2024 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng. Ngoài ra, những trường hợp có mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng trên tháng thì tiếp tục được điều chỉnh để tăng lên bằng 3,5 triệu đồng trên tháng. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện trực tiếp chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng tại Bảo hiểm xã hội 43 tỉnh, thành phố. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2024, Bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện phương thức chuyển tiền trực tiếp này tại 20 tỉnh còn lại. Theo luật bảo hiểm xã hội, người lao động có quyền nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng. Để đảm bảo tốt quyền và lợi ích này của người hưởng, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh phương thức chi trả qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng, song song triển khai linh hoạt từ các hình thức khác như chi tiền mặt trực tiếp tại các điểm chi trả, chi thông qua chủ sử dụng lao động, chi tại nhà nếu là người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến điểm chi trả. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện trực tiếp chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng tại Bảo hiểm xã hội 43 tỉnh, thành phố. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2024, Bảo hiểm xã hội thực hiện phương thức chuyển tiền trực tiếp này tại 20 tỉnh còn lại. Trong giai đoạn đầu chuyển tiếp, việc cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trực tiếp có một số vướng mắc về kết nối hệ thống giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và các ngân hàng, bao gồm ngân hàng nơi cơ quan bảo hiểm xã hội mở tài khoản và ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản. Do đó, một bộ phận người hưởng chưa nhận được tiền chế độ theo lịch chi trả đã được thông báo. Trong trường hợp người hưởng đã kê khai đăng ký nhận chưa đúng số tài khoản, ngân hàng dẫn đến chưa nhận được tiền của kỳ chi trả tháng 8 năm 2024, người hưởng thực hiện lập ngay thông báo thay đổi thông tin người hưởng theo mẫu số 2 CPH để kê khai lại số tài khoản ngân hàng gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để cơ quan bảo hiểm xã hội có căn cứ chuyển tiền chế độ vào tài khoản cá nhân sớm nhất đảm bảo quyền lợi của người hưởng. Người hưởng tải mẫu 02 CPH theo đường dẫn tại bảohiemxahoi.gov.vn. Điền thông tin và lựa chọn nộp hồ sơ theo một trong ba hình thức sau. Qua giao dịch điện tử, người hưởng đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Dịch vụ Công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua tổ chức IVAN nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ IVAN. Trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan Bảo hiểm xã hội qua bưu chính. Gửi hồ sơ qua bưu chính. Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện hoặc các điểm chi trả của cơ quan bưu chính. Trước đó, tại kỳ chi trả tháng 7 năm 2024, thực hiện chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng với mức hưởng mới theo Nghị định số 75/2024 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Mặc dù thời gian chi trả gấp, khối lượng công việc lớn,
giao ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung đảm bảo tốt nguồn kinh phí, nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện chi trả kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người thụ hưởng ngay từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, bao gồm cả người hưởng bằng tiền mặt và người hưởng qua tài khoản cá nhân.